Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh video của cửa hàng chuyên cần .com á. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn cái lô máy cơ xích Huwana Thụy Điển mình mới về. Cái lô này thì nó có Huwana tầm trung nhiều rồi, nó khoảng mười mấy gần 20 con á. Và tiếp tục là những cái mẫu máy Huwana cỡ lớn ha, từ 161 tới 266 HE. Và nó có 015 tin ở đây. Đợt này nó vừa về thêm, mấy hôm trước mình vừa hết hàng cái mẫu 015 này nha. Hôm nay nó về thêm được 5 con 015 nữa đây. Và hai con 031. Ba con chứ, con này thì mình đã vừa vệ sinh xong, chuẩn bị giao khách. Rồi nó có một cái mẫu Komatsu G461 nồng đứng phiên bản rồ này nữa ha. Cái con này thì nó cũng về một con được, chỉ nhớ một con này thôi. Cũng đã có khách chốt hàng rồi. Bốn con mình gắn lam sên đầy đủ bên đây là đã có khách chốt. Mình vừa vệ sinh xong chuẩn bị giao, sẵn là đây mình quay lên clip test để mọi người tham khảo về cái tiếng máy của nó. Đây là cái mẫu 238SG. Còn đây là con U36 đây. U36, 39 hay là 136 nó đều đồng giá với nhau á. Đây 1, 2, 3 dãy trên đầu này đều là những con U tầm trung nha mọi người. Nó có U36 nè, U39, U240 nha. Cái con này là U44, nó bị rách tem đây nhưng còn cái tem chính ở đây đây. Huwana 142. Những cái máy này thì piston nó cũng từ 38 đến 42 ly tùy mẫu. Đa số là nó là 38 ly, 36 cc. Con 238 này có khách dặn mình rồi nè, mình chuẩn bị giao khách thì cái con này là piston nó 40 ly đây. Chúng cái xi lanh nó cũng cỡ 42 cc. Khoảng 5 ngày sau mình sẽ về thêm một lô máy cưa nữa là của thằng Sindewa. Nó có từ 305 tới 350, 406, 407, 415. Khoảng 5 ngày nữa các bạn nhớ bấm theo dõi kênh, mà khi nào có hàng về mình sẽ cập nhật thêm cái lô đó. Rồi đầu tiên mình sẽ cho nậu thử cái tiếng máy con Huwana 266 này. Thằng này dung tích xi lanh nó là 66.7cc đây. Cái máy này mình dọn dư chưa có khách chốt nha. Những cái máy này thì mình đã cho nó nổ sẵn hết rồi nên mình không cần đóng le giật nó nha, tại vì nó còn xăng trong chế hòa khí để tiết kiệm thời gian, đỡ mất thời gian của các bạn. Rồi con này là cũng có khách dặn mình rồi đây, thì 5 ngày sau nó sẽ về chung với cái lô Sinewa nữa, cũng có mẫu G461 này. Giờ mình sẽ cho nổ máy thử nha. Giá con này thì nó dao động từ 3,2 triệu tới 3,5 triệu tùy mẫu. Như cái máy này nó còn đẹp siêu sắc con này, nó giá mình vừa bán cho khách là 3,5 triệu, khách là chốt cọc trước rồi. Nó dùng lam gương bê tông, thằng này là 42 ly kiểu nồng đứng. Komatsu G461. Rồi tiếp theo là cái con Huwana 238SG. Cái này lúc nãy mình đo là nó 40 ly. Về con có tên 031 này mình cũng đã thử nhiều rồi. Thôi gì dài dặt. Cái này dung tích xi lanh nó là 48 cc nha mọi người. Cái máy này do mình đã vệ sinh sạch và chuẩn bị giao nên mình không có đổ nhớt vào nữa, nên khi thử mọi người sẽ không thấy cái nhớt lam nó ra ngoài nữa. Đây mình thử nhanh nè, vừa đổ nhớt vào thử nó sẽ bị dơ nữa. Mọi người có quan tâm những cái mẫu hưu tầm trung thì ở đây nó còn khoảng trên 10 con, 14 con. Thì có thể inbox qua Zalo cho mình, cái giá của nó chưa có ship là 2,390 triệu. Nó dao động tới 3 triệu.
từ 2.390 chưa ship, dao động tới 3 triệu tùy mẫu ra. Ví dụ như cái mẫu Husqvarna 36, 39 hoặc là 240 SE thì nó đồng giá là 2.390 chưa ship, nó có ship khoảng 101 nó là 2.500. Rồi khoảng 5-6 ngày sau mình sẽ cập nhật thêm một lô máy cơ Cinewa từ 305 tới 350, 406, 407, 415 ha. Mọi người nhớ bấm theo dõi kênh, thì nào có video mới nó sẽ hiển thị lên. Rồi video tới đây là kết thúc. Xin chào mọi người ạ.